Em ngủ ngon nha, anh đi làm đi. Đi đâu sớm vậy? Em có hẹn. Dạo này em làm việc gì? Business. Nói cho anh biết coi, em đang làm chuyện gì? Em đang bận thiệt, không có thời gian tán rỗi với anh đâu. Mới đi chợ về hả con? Dạ. Mỹ Hòa đang ở trong nhà hả cô? Ờ. Nè, lát nữa con phải nói nó làm sao nha. Chứ cô thấy ngày nào nó cũng mang đồ con ra mặt hết á. Đây là nước hoa loại gì sao thơm quá vậy? Hiệu gì mày? Ta đâu có biết đâu. Hình như là tiếng Pháp á, nhìn đi. Đó. Trời ơi, cái này không phải tiếng Pháp mà là tiếng Anh. Bọn mày không biết hả? Thì táo đồ học đâu biết. Em chào chị. Ừ, chào em mới tới hả? Dạ. Tụi em đang làm cái gì vậy? Ừ, không có làm gì đâu. Mỹ Hòa nè, sau này em đừng có tự ý xài đồ của chị như vậy. Nếu em cần cái gì á thì nói để chị lấy cho nha, chứ đừng có làm như vậy. Em chỉ xài đầu có chút xíu, có gì đâu làm dữ vậy? Mỹ Hòa, thì xài xong tao trả lại, có mòn đâu mà. Chỉ keo kiệt quá. Cái gì kỳ cục. Thôi mình đi ra đi. Mỹ Hòa, chờ chút. Chuyện gì? Em vừa mới nói cái gì vậy? Ai kỳ cục hả? Làm sao em có thể ăn nói như vậy với chị chứ? Em có nói vậy đâu. Mỹ Hòa, mày mau xin lỗi chị đi. Tao có làm gì sai đâu mà xin lỗi chị. Tao có nói chị kỳ cục hồi nào đâu. Mày có nói đó. Tao có nói hả? Ừ. Chị ơi, chị cho nó xin lỗi đi. Tại từ trước đến giờ nó cũng hay nói vậy đó. Gặp ai nó cũng nói hết trơn á. Nhưng mà thiệt tình thì nó cũng không có ý gì đâu ạ. Chị thông cảm cho nó nha. Mỹ Hòa nè, chị không có thích cái kiểu ăn nói thiếu văn hóa như vậy đâu nha. Chị nghĩ chúng ta nên lịch sự với nhau một chút. Chuyện gì vậy chị? Chánh Trung à. Hai con nhỏ lại gây chuyện nữa phải không? Em có gây chuyện gì đâu. Em xài chút xíu đều của chị ta. Mà chị ta là sầm hết trơn. Ui da. Chánh Trung, sao lại đánh em? Kêu ai chị ta vậy? Chị ta hả? Sao cái gì cũng ba đánh em chưa vậy? Con nhỏ này phải đánh nó một trận nó mới chịu. Chánh Trung à, đừng có làm như vậy mà. Phải cho con nhỏ này một trận nữa mới chờ. Chánh Trung à, không phải là em đang la Mỹ Hòa mà em đang la chị đó. Em làm cái gì vậy? Chị tới rồi đó hả? Trời ơi, có ai ở nhà đâu mà nhìn. Kim Anh nó đang ở nhà. Ủa, nó không đi làm sao mà ở nhà giờ này? Chánh Trung à, chị không thích cả cha và em cứ hở một chút là đánh Mỹ Hòa như vậy. Còn Mỹ Hòa, nếu thật sự em không có đồ hoặc mỹ phẩm để xài thì chị hoặc là anh hai sẽ mua cho em. Chị không thể mua đồ quá mắc tiền, nhưng chị sẽ mua trong khả năng của chị. Còn nữa, em kêu chị là gì? Là chị ta hả? Em đừng nên như vậy nữa. Chị xin lỗi là chị đã khó chịu với em, nhưng em hãy hiểu cho chị. Từ trước đến giờ,
chị không có chị em ruột nào hết á, cho nên chị không quen xài đồ chung với ai hết. Chị xin lỗi. Rồi em nữa, xin lỗi chị hai đi. Nhanh lên. Dạ, em xin lỗi dì hai. Em giỏi quá ha. Sao lại mặc đồ của chị hai? Bộ không có đồ hả? Vậy chứ em có cái máu nào mới đâu. Nó không có cái áo nào đẹp thiệt mà. Anh ba, anh thấy cái này sao? Đẹp á, mua cái này đi. Em cứ mua cái bộ nào mà em thích, bộ nào mà từ đó giờ em chưa có cứ mua. Em biết rồi. Hả? Sao đắt dữ vậy? Nè, cứ lấy đi. Lâu lâu anh mày mới mua cho một cái mà. Mày có biết không, anh của tao làm tài xế á, mới để dành tiền mua áo cho tao á. Nhưng mà cái này nó đắt quá, chắc tao không mua đâu. Sao vậy? À, em nghĩ là em không có cần những cái này đâu. Em cứ mua đi, em có cái áo nào đẹp đâu. Anh ơi, nó nói là áo mắc quá nên nó không có mua đó. Cái con nhỏ này, Mỹ Hòa, anh của em nhiều tiền lắm, em đừng có lo gì hết, cứ mua thoải mái đi ha. Em phải mua thì cửa hàng người ta mới có thu nhập. Khi mà người ta có thu nhập thì người ta mới ra chợ người ta mua cá. Đó thì lúc đó cha của mình mới kiếm được tiền. Miễn sao mình không ăn xài phung phí quá đáng là được rồi. Người dân bình thường của mình phải tích cực hoạt động kinh tế và giúp đỡ lẫn nhau. Làm như vậy mới khắc phục được thời kỳ khủng hoảng chứ. Đây người ta gọi là kinh tế vĩ mô. Hả? Mà vĩ mô là cái gì vậy anh ba? Nói chung nó là một cái rất là hay. Nè, em cứ lấy cái này vô mặt thử anh coi coi. Ừ, dạ. Mỹ Hòa, mày sướng thiệt đó. Ước gì tao cũng có người anh ba giống như anh ba của mày vậy đó. Quanh, em cũng lựa cái đi. Anh ba! Thiệt không anh? Ừ, nó lựa đi. Anh có bị làm sao không? Tự nhiên cái mua đồ cho ông Quanh. Thì lâu nay em ở nhà người ta mà. Anh có biết hả, em ở nhà nó hả, em cũng dọn dẹp cho nó với bộ à. Cái con nhỏ này, mày đừng có lo, tao không có lựa đồ mắc tiền như mày đâu. Anh, mua cho em một cái áo thun thôi nha anh. Được rồi, mua đi. Vậy anh trực tiếp lựa cho em luôn nha. Trời đéo gì đã lửa nữa. Mỗi lần mẹ đến là trong nhà có chuyện ồn ào. Làm sao đây? Con ở yên giùm mẹ đi. Cứ làm lơ cái chuyện mượn đồ mặc đi. Chuyện có đáng gì đâu mà làm sùm lên. Một hai lần thì còn được. Mà lấy đồ của con có giữ sạch sẽ vậy đâu. Dính toàn là đồ ăn không nè. Con ráng mà thông cảm đi. Coi nó như là em con đi. Có chuyện chút xíu vậy bỏ qua không được sao? Bộ là em con thì con sẽ để yên hả? Không dám đâu nha. Nè, mẹ ngày nói là con làm đêm mỗi ngày phải không? Mệt lắm không? Không có sao đâu mẹ. Có đi làm đêm mới biết là có rất nhiều người giống như mình. Người ta đi làm lúc 10 giờ tối nha, ăn trưa lúc 1 giờ sáng và ăn xế lúc 4 giờ sáng đó mẹ. Mắc cười không? Mà cha chồng con cũng làm đêm ở chợ mà. Sáng nay con đã đến chợ ăn sáng với cha đó. Ăn ở ngoài chợ hả? Dạ, ngon lắm đó mẹ. Ý, con tới giờ đi làm rồi. Thôi, con đi rửa mặt nha. Trời ơi, từ chối hết mấy cái mối ngon lành để rồi bây giờ
điền số. À, 20 ngàn. Rồi, cảm ơn nha. Con chào cô. Ừ, Tân Vũ có ở đây không cô? À, đi giao cơm rồi. Cô xin phép ngồi ở đây một tí có được không? À, được chứ. Ngồi đi. Giao cơm rồi đó. Ừ. Tân Vũ. Cô mới tới đó hả? Ừ. Chắc là Tân Vũ bận lắm hả? Cứ đi một lát đi, không sao đâu. Vậy một lát cháu sẽ về. Tân Vũ. Đi đi. Tâm Vũ, con nói cô ấy là bạn gái của anh ba con mà. Trời. Tại sao cô ấy cứ đến đây tìm con hoài vậy? Có phải cô ấy thích con không? Con cũng thích cô ấy phải không? Như vậy thì không được đâu. Con nghe không? Tuyệt đối là không được. Con phải chấm dứt ngay đi. Con biết không, nếu lấy của người khác là không được. Thì con cứ nhìn mẹ thì biết đấy. Đợi tới ngày nghỉ lễ rồi, Tạp Vũ có định làm gì không? Tôi chưa có kế hoạch gì hết. Hay là tụi mình đi du lịch đi. Đi đâu? Đi lên xe lửa, đi đâu cũng được. Tạp Vũ thấy sao? Để tôi suy nghĩ đã. Ý Tâm Chủ không thích đi chứ gì? Không thích thì thôi. À, không. Ý tôi không phải vậy đâu. Tôi sẽ suy nghĩ thiệt đó. Ngày hôm qua gọi cho Tâm Vũ, anh Chính Dung bắt máy là tôi hết hồn luôn. Hai người chung nhau hả? Thúy Na, quan hệ của mình là sao vậy? Phải biết là quan hệ là gì hay sao? Ta không cần xác định quan hệ là gì hết mà cứ thương nhau không được sao? Quan hệ chia sẻ tình cảm tốt đẹp với nhau là người đầu tiên tôi muốn gọi. Lúc khó khăn, lúc đau khổ, lúc buồn, lúc đói bụng và ngay cả lúc muốn khóc, tôi muốn là người như vậy đối với Tâm Vũ. Ngày hôm đó tôi hạnh phúc lắm khi Tâm Vũ gọi điện thoại cho tôi. Tâm Vũ cả khóc. Ít ra tôi cũng biết rằng có một người cần mình. Tôi vui lắm. Cảm ơn Tâm Vũ nhiều lắm.
xuống mà xin em. Anh khóc và năn nỉ em nói Trúc Linh, em hãy thương anh. Khó khăn lắm anh mới làm quen với được cô gái nhà giàu đó. Bây giờ mà em giữ chân anh không còn gì nữa hết. Anh cũng tuổi lắm, anh cũng là một thằng đáng thương mà bị người ta coi thường mà vẫn phải cố gắng mà sống. Anh đâu đến nỗi tệ đâu, em nói đúng không? Vậy tại sao anh lại phải khổ sở như vậy chứ? Anh không cam tâm, anh không bao giờ cam tâm. Anh muốn sống một tầng lớp cao sang, nhưng thực tế anh lại phải sống ở dưới đáy cùng. Cúi gặp người mang rượu cho người ta, lái xe cho mấy thằng sai xỉn. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ là người quá dở. Mẹ cũng biết mẹ phải cố quên hết mà can đảm sống một mình. Nhưng đôi lúc sao mẹ thấy khó khăn quá. Bé ơi, mẹ phải làm sao đây? Như ngày hôm nay đây, mẹ chỉ muốn chết quách cho rồi. Chào mọi người. Chào trưởng phòng. Cô Kim Anh, chắc cô mệt quá rồi phải không? Dạ, đâu có. Công việc cực quá mà, cố gắng lên nha. Dạ. Tôi báo tin này, chắc cô sẽ lấy lại sức ngay. Tin này rất là nóng hổi, tôi mới nhận được ở phòng tổ chức nhân sự. Không biết báo cho cô thế nào đây. Vậy có nghĩa là anh Tâm Chánh. Ừ, chúc mừng nha, phu nhân của trợ lý Tâm Chánh. Ủa, vậy là anh Tâm Chánh được thăng chức rồi hả? Cảm ơn chị Liên, cảm ơn chị Hà Trâm, cảm ơn anh Tuấn Anh, cảm ơn mọi người. Mẹ, chúc mừng anh nha. Chúc mừng về chuyện gì? Thì đó, thằng con trai anh được thăng chức đó. Bộ anh không mừng hả? Mừng cái gì mà mừng? Thằng Tâm Chánh nhà tôi nó thông minh như vậy, tôi nghĩ ít nhất á nó phải làm chủ tịch huyện ở xứ tôi. Trời ơi, chủ tịch huyện
thì có cái gì hay ho đâu. Có thêm cái chức đó chỉ phiền hơn à. Ngày xưa tới giờ nó bao nhiêu là phần thưởng, bao nhiêu là giấy khen. Bây giờ chỉ làm trợ lý giám đốc ha. Vậy hả? Chúc mừng nha. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Ơi. Kim Anh nó gọi về, nó khoe ung sùm là chồng nó được lên chức trợ lý gì đây nè. Thôi vậy hả? Ừ mẹ nghe. Lên chức hả? Ừ giỏi. Ăn cơm tối hả con? Con về đi. Ừ vậy nha. Trời ơi. Mới là trợ lý thôi mà làm dữ vậy. Về nhà ăn cơm, đãi tiệc. Làm gì ghê vậy? Con Kim Anh không phải như trước nữa rồi. Làm trợ lý là sao? Đăng lý ra con mừng cho nó bác phải. Con nói gì kỳ cục vậy? Nè, một lát nữa tụi nó tới ăn cơm á, con nói năng thận trọng một chút nha. Tốt nhất á là con khỏi ra mặt luôn, được chưa? Trời đất ơi, quan niệm hẹp hòi như vậy rồi làm sao mà làm ăn khá được. Biết tin gì chưa? Thằng Tâm Chánh sắp được lên chức trợ lý rồi đó. Tưởng gì, trợ lý thì ai làm mà không được. Không có được, bây giờ không còn được vậy đâu. Trong thời kỳ này mà được thăng chức á, có nghĩa là tương lai của nó sẽ khá ổn định đó. Nghe Kim Anh nói á, là Dượng này có số may mắn lắm đó. Mà giống như ông bà xưa mình hay nói á, là cậu này có số làm quan to đó. Ừ, chắc chắn là vậy rồi đó. Sau này nó sẽ được thăng chức là cái chắc luôn. Mấy cái thằng mà xuất thân từ dưới quê á, cũng dễ thành đạt lắm. Vậy thôi, anh về quê sống đi. Ba. Con chào ba mẹ. Anh. Ngồi đi con. Ba nghe tin vui rồi, chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn ba. Dạ, thật ra thì đâu có gì đâu ạ. Là nhân viên ăn lương, đâu có gì vui bằng được thăng chức. Chúc mừng Dượng nha. Đâu có gì đâu chị, làm em mắc cỡ quá. Được thăng chức là vui lắm rồi, mắc cỡ gì không biết nữa. Con cứ đi lên từng bậc một, rồi sau này có khi trở thành giám đốc không chừng. Mẹ, mẹ đừng lo, chắc chắn anh sẽ cho mẹ trở thành bà mẹ vợ của giám đốc mà, đúng không anh? Là ba muốn nói với hai con là phải luôn yêu nhau say đắm. Anh định nói gì vậy? Trong đời á, chị yêu say đắm duy nhất một người không phải là chuyện dễ đâu, chỉ trong tiểu thuyết thôi. Nhưng mà nếu yêu thương duy nhất một người thì sẽ có cuộc sống hôn nhân thành công đó. Bà nói hay quá bà ơi. Ba nè, mê mẹ con lắm. Trong cuộc sống hơn 30 năm, chưa bao giờ mẹ để cho ba thấy trống rỗng. Chưa bao giờ mẹ để cho ba thấy đầu bù tóc rối. Chưa bao giờ mẹ con để cho ba thấy móc lỗ mũi. Nhưng chỉ có một lần duy nhất thôi, ba nghe một âm thanh rất lạ đó. Tiết. Các ông có thể cho rằng sao kỳ vậy, vợ chồng giữ kẻ nhau làm gì, phải phơi bày tất cả. Nhưng mà làm như vậy không hẳn là tốt đâu. Vợ chồng không phải là anh em, mà là hai giới khác nhau, phải cảm nhận sự rung động về nhau. Nói ngắn gọn á, là hai đứa em không bao giờ được quên cái tính sexy của nhau, đúng không bà? Ừ, nó thô tục là như vậy đó. Nhưng mà nó lịch sự hơn là phu phụ hữu biệt. Không phải phân biệt mà là hữu biệt. Vợ chồng luôn tôn trọng và lễ phép với nhau. Đó là bí quyết giữ hạnh phúc gia đình đó. Hiểu chưa Tâm Chánh?
Mẹ làm gì? Mẹ muốn đi đâu thật xa. Hay mẹ đi với con đi. Không được, cha con mà biết thì không để yên đâu. Mẹ có muốn về quê không? Không, mẹ không thích trở về nơi đó. Hơn 10 năm nay mẹ chưa về Phan Thiết một lần nào. Đi đâu vậy? Dạ con đi du lịch chung với cả lớp. Có thiệt không? Không tin cha cứ gọi điện hỏi đi. Ê, có tụi con gái đi không? Dạ tất cả đi chung anh ba. Ở mấy đêm lần hả? Một đêm hai ngày. Cha cho nó đi đi. Rồi đi vẽ đâu? Có tiền xe chưa? Vẽ ngoài biển. Tiền xe thì con có rồi. Ừ, con đi cẩn thận nha. Dạ con đi nha ba. Em đi nha. Cha, con chắc với cha thằng này nó có bồ rồi đó. Cha, giờ này chắc là dưới quê người ta đang đi ngắm mặt trời mọc để cầu nguyện á. Mình cũng đi đi cha. Ừ, năm hết Tết đến rồi hả? Tới hả? Tới nè. Chú, ông tới nè. Ừ, thằng Tâm Vũ làm gì nó chạy như mà ma đuổi. Chú kêu nó mà nó không có nghe. Nó đi du lịch với mấy đứa bạn đó chú ơi. À vậy hả? À, cô giáo sư có nhà không ta? Cô giáo sư. Chào giáo sư. Dạ thưa giáo sư, tôi có mang ít kem dưỡng da, phấn son, rất có lợi cho sắc đẹp của giáo sư. Dạ. Cái ông này. Cái gì? Thôi đi lên đây với tôi. Trời đất ơi, làm hết hồn à. Mà sao ông nhìn mình dữ vậy ta? Không lẽ mình còn hấp dẫn vậy hay sao? Mẹ, không thay đổi mấy, vẫn như ngày xưa. Mẹ, hay mình đi ra chợ đi. Không, mẹ không thích đến chỗ đông người đâu. Mà nhà con ở đâu vậy? Đó, ở bên đó đó. Ở đâu? Cái nhà ở trên sườn dốc đó đó. Ủa, hồi xưa nhà con đâu có ở đấy. Mà mẹ nhớ là nhà con là nhà đẹp nhất ở xóm dưới mà. Mẹ à, hay là con với mẹ về cái nhà cũ của mẹ ở hồi đó đi. Bây giờ mẹ con mình phải đi chỗ này trước. Đây là mộ của mẹ lớn đó mẹ. Mẹ không lại sao? Bà ấy
ấy không chịu nhận lệnh của mẹ đâu. Con lạy đi. Của con thích ăn bánh giò lắm, cũng thích ăn cả thanh long nữa. Anh hai với anh ba của con cũng thích ăn bánh giò lắm. Thế còn con? Con không thích. Sao mẹ cười? Mẹ cũng không thích hả? Mẹ cũng không thích. Nơi này thoáng mát quá. Chắc giờ này bà ấy cũng thanh thản rồi. Chuyện biết làm sao nữa, chị nghe cái tiếng ai kêu quen lắm á. Không có sao đâu, em cũng nghe mà. Hình như tiếng Mỹ Hòa. Hả? Mỹ Hòa hả em? Ơ, Mỹ Hòa về. Nhớ quá đi á. Trời ơi, cháu dâu của cô hai cũng về đi nữa sao? Anh Bảy. Cô. Có cháu lớn về nữa nè. Trời ơi, Chánh Trung nó cũng về rồi sao không ai mừng nó trơn vậy? Cái thằng cháu đẹp trai của cô. Đây con cầm hộ cho. Dạ, cô khỏe không cô? Khỏe. Nặng quá Út ơi. Thôi mấy đứa về vui mà ơi. Lần nào về cũng mua bánh kem làm cho con em ăn bánh kem hết vậy. Mua cho mày ăn mày mập đó mày. Thôi. Vui quá. Ê, hả? Vui thiệt đó mà sao thấy thiếu con Tâm Vũ? Ê, nó không có dám về đâu chị ơi. Xe. Mẹ của con Dũng Xù đang rình nó kìa. Vẫn còn vậy à? Chứ làm sao? Cũng may là không dẫn nó về chung. Cậu à, mẹ sẽ thấy cậu ốm dữ rồi nha. Dạ đâu có chị. Ảnh làm cực quá mà không ốm sao được, phải không anh? Cô hai, anh hai á được lên chức rồi đó. Lên chức? Ôi con giỏi quá vậy. Lấy đúng người rồi. Nên nó mới cưới xong đã được lên chức rồi. Tất cả là nhờ cháu dâu đó nha. Dạ, đâu có đâu cô. Cô hai thiệt là anh hai giỏi á mới được lên chức, chứ chẳng lẽ cưới chị dâu về mới được lên chức sao? Cái con nhỏ này, bữa nay á, nó muốn làm ra vẻ bà cô quá. Ừ, còn con, tính chừng nào có con đây? Dạ, từ từ à. Từ từ cái gì? Tâm Chánh á, nó cũng có tuổi rồi. Năm nay á, cháu cố gắng đẻ thằng cháu trai cho ba cháu của cháu bồng nhen. Dạ, con sẽ cố gắng. Còn Chánh Trung, lấy vợ đi nha chưa? Con sẽ cố gắng. Hình như có ai ghé vô đây thì phải. Ủa ai vậy ta? Chắc có thể là của bà con nào đó mới tới thăm á. Không phải đâu. Hôm nay đâu phải là ngày giỗ mẹ đâu. Lại mua mấy cái bánh giò mà hồi còn sống mẹ thích nữa. Vậy là chắc người này phải am hiểu về mẹ lắm nè. Em bảo đảm, mới vừa đi thôi, bánh giò còn mềm còn ấm nè. Con chào chú.
Ủa, Tâm Vũ. Lâu quá không gặp, chú có khỏe không chú? Khỏe. Mà con bỏ đi như vậy, con có được không? Dạ, con biết rồi, con xin lỗi chú. Ừ, thì chuyện đó chú có nghe rồi. Anh ơi, vô ăn cơm. À, bà ơi, ra đi coi ai đây nè. Ôi, Tâm Vũ. Con chào cô. Con có tin gì của mẹ con chưa? Hôm nay con về với mẹ con nè. Ngọc Khánh. Ngọc Khánh, trời ơi. Ôi Ngọc Khánh ơi, mày đã kiếm lấy được con mày rồi. Mày đã kiếm được thằng Tài Lanh rồi. Tất cả là nhờ mày đấy. Cảm ơn mày nhé. Hèn gì không vui vẻ sao được. Tìm được mẹ là tươi sáng lên liền đấy em. Dạ con chào bác. À, bác cho con gặp con chó Lu một chút. À, Lu 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 Lu. Ừ, Lu. Này, mày bí mật về chuyện mẹ con tao gặp nhau nhá. Biết rồi, nhưng thà mày nói ra hết đi. Không được, ông Bảy mà biết đó sẽ không cho mẹ con tao gặp nhau nữa đâu. Mày sống còn mình hả? Chắc có ai phải không? Ông này có biết mày gặp lại thằng Tâm Vũ không? Tao chưa nói. Cái thằng nhỏ nó cứ giác cái mặt ủ rũ hoài. Bây giờ đỡ hẳn rồi đó. Mày định khi nào mày về Sài Gòn? Tâm Vũ nói muốn ngắm mặt trời mọc ở đây thêm một lần nữa rồi về. Mày ngủ ở nhà tao một đêm đi. Gặp nhau như thế này là mừng lắm rồi. Ba Hân, sao mày già quá vậy? Mày coi lại mày đi. Lâu quá mới gặp ha. Mày sao vậy hả? Chờ một chút. Nước nè mẹ. Tâm Vũ, đi mau con. Sao vậy mẹ? Mẹ con kìa. Mặt trời mọc kìa. Thank you.
nguyện điều gì vậy? Anh đang ước cho hai đứa mình luôn được ở bên nhau. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Em cũng vậy. Nhưng em có một điều ước nữa. Em muốn một em bé kháu khỉnh giống như anh. Xin hãy làm thỏa mãn tham vọng trong lòng của con. Nếu điều đó khó thành hiện thực thì hãy làm tan nát tham vọng đó đi. Có người phụ nữ đã vì con mà bị tổn thương. Xin người hãy giúp vết thương của cô ấy được mau lành. Có một điều nữa mà con không muốn như vậy. Nhưng có một cô gái ở trong lòng của con. Nếu có thể, con xin người hãy xua đuổi hình bóng của cô ấy trong trái tim của con. Xin người hãy giúp con không yêu cô ấy. Ông trời cũng biết rằng phụ nữ không có trong kế hoạch của con mà. Chắc chắn là cô ấy. Sao cô ấy có mặt ở đó vào lúc đó vậy ta? Rõ ràng là cô ấy. Cô ấy đã nhìn thấy mình. Nhìn thấy rồi bỏ đi mất. Ôi, đúng là đàn ông có khác. Cao to lực lưỡng. Ôi trời đất ơi, đôi bàn tay mới khỏe mạnh làm sao. Đôi bàn tay này đã từng đánh cá, thả lưới. Hiếm có một người đàn ông như vậy. Ôi trời ơi, mình làm sao vậy nè? Lẽ ra mình không nên để cho ông ấy đến nhà này ở. Bây giờ mình giống như là bột sắt rồi bị nam châm nó hút. Mình bị ông ta hút thật rồi. Trời ơi, mất thể diện quá. Làm sao bây giờ? Cha ơi. Ủa, hai đứa đi làm gì sớm vậy? Dạ, cha, hôm nay anh Tâm Chánh lên chức trợ lý đó. Cha có muốn xem giấy bổ nhiệm không? Thôi đi. Sao vậy? Hôm nào nó lên chức giám đốc rồi cho cha coi giấy luôn. Trong nhà có khách của ông Chánh Trung á. Giúp anh hai vụ đó thôi, vụ 10 triệu, vụ 5 triệu đó thôi. Đó là không có làm à. Trời ơi, em sao chị? Bộ bị thất tình hay sao mà hờn giận cho con gái vậy? Thất tình với cái gì? Em là con trai, còn trẻ nữa. Không lẽ đi đòi nợ hoài sao được. Năm mới rồi, phải làm gì cho ra trò chút chứ. Hay là em giúp anh một vụ 10 triệu đó thôi. À, đó không có làm, anh tự làm đi. À, anh, đây là anh hai của em á. À, xin chào anh. Ai vậy? Dạ dạ em là bảo quốc á anh. À, ý là bảo. Rồi, anh đi. Dạ. Về đi. À, chào chị. Đi về đi về. À, em chào anh chị. Dạ. Anh chị vui vẻ nha. Đi về đi, nói nhầm quá. Ủa anh, anh nói anh là bảo quốc á hả?
Thiệt tình, sao lại nói chúc hai anh chị vui vẻ là sao? Điên quá đi thôi, vẫn không thoát được cái thói quen nghề nghiệp mà. Thôi anh về đi. Thôi được rồi, nếu em nói vậy á thì anh cũng nên dừng ở đây thôi. Dẫu sao đi nữa thì cũng nhờ em mà anh đã làm tốt được cái vai trò người cha người chồng trong cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Cảm ơn em nha. À, Bảo về đó hả? Dạ dạ, chào bác. Con về. Bây giờ xin chúc bác vui vẻ. Hẹn gặp lại. Thằng Vũ qua nhà không? Con đâu có biết. Đừng có nói là không biết nha. Làm anh thì phải quan tâm tới em Út một chút. Con biết rồi. Nhưng lúc này sao ngày nào nó cũng lang thang ngoài đường là sao vậy? Con đã nói với cha là nó đang hẹn hò với bạn gái mà. Thì mày phải tìm hiểu coi nó quen với người đó như thế nào, tính tình ra làm sao chứ. Rồi con biết rồi. Được không? À Chánh Trung nè. Dạ. Cái hôm mà mình đi ngắm bình minh ngoài biển á, con có thấy ai quen không? Người quen nào? Không có gì đâu. Chết chung. Cái người đó làm nghề gì vậy? Anh biết nó làm cái gì. Anh nghe anh ta nói vụ cuối cùng. Là sao? Anh đừng có quan tâm, không có gì đâu. Đừng có cười. Dạo này em làm việc gì? Anh khỏi lo. Em không có làm chuyện gì để được đăng lên báo làm cho anh mất mặt đâu. Anh có thể diện thì em cũng có chứ. Em đâu có ngu gì. Thì nói cho anh biết đi. Em đang làm việc gì vậy? Hả? Nói chung là em không làm chuyện gì phi pháp hết. Mà nếu em có làm đi chăng nữa thì em cũng sẽ không trực tiếp làm, mà em sẽ sai người khác làm chứ. Anh đừng có lo nha. Tay của em luôn sạch. Clear hand mà. Mà quên, nếu như anh có thiếu tiền thì cứ nói, em sẽ đưa tiền cho anh xài ha. Muốn ăn đòn hả? Sao cha lại không coi giấy bổ nhiệm của anh chứ? Thiệt tình. Có cái gì đâu em. Tại vì cha còn kỳ vọng ở anh. Chính anh cũng có những ước mơ lớn nữa. Ý của anh là lúc nhỏ anh giỏi lắm chứ gì? Trời chứ sao? Hồi nhỏ anh học giỏi lắm chứ bộ. Mọi người ở dưới quê anh nói hả, con của ông chủ tàu sẽ làm quan lớn. Đó là quan niệm dưới quê á. Tưởng gì? Em đây á, hồi học tiểu học em còn mơ ước trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam nữa kìa. Cái gì? Mà thôi em ơi, đừng có nói chuyện tào lao nữa. Bây giờ là mình phải làm cái gì nè? Anh định là chắc phải đãi phòng mình một bữa quá. Ờ đúng rồi, mình tổ chức một bữa tiệc đinh đình đi anh. Ở nhà hàng hả? Chứ còn gì nữa. Tổ chức ở nhà cũng phải tốn tiền, mà còn mệt nữa chứ bộ. Nhưng mà hả, mình chưa có ăn tân gia nhà mới đó. Hay là dần dày đi, mình kết hợp hai cái mình tổ chức đơn giản thôi. Gọi hết mọi người tới đây luôn hả? Ừ. Nhưng mà nhà chật như vậy, gọi luôn Hạ Trâm với lại chị Liên luôn hả? Thôi vậy trừ Hạ Trâm ra đi. Cái anh này. Nhưng mà em đâu có biết nấu ăn đâu. Trời ơi, cần gì phải nấu. Có gì em kêu Mỹ Hòa tới nấu chung. Còn ngày nào tổ chức á thì để anh bàn với trưởng phòng rồi mới quyết định. Ừ, thôi được rồi. Anh, ngày xưa khi mà em còn nhỏ, em nhận được giấy khen, ba mẹ em đã mừng ghê lắm. Hình như cảm giác cũng giống như bây giờ đó. Em cảm thấy vui quá. Em thôi đi. Mới có nhiêu đó à, mà em đã ăn vậy rồi. Anh thấy buồn đó. Thưa trợ lý Tâm Chánh, bây giờ chính thức nhận giấy bổ nhiệm rồi. Anh định cho qua dễ dàng vậy sao?
Vậy chứ còn gì nữa? Phải hôn nhậm chức đi chứ. Cái anh này không có thành ý gì hết trơn vậy. Đây là Thủy Nam à? Ủa? Anh ba? Em đi đâu tới giờ này mới về vậy hả? Em đi đâu? Làm cái gì? Em đã ở bên cạnh bạn gái phải không? Bạn gái gì? Đâu có. Bay mùi nước hoa của con gái nồng nặc như vậy em còn giấu anh nữa hả? Có mùi nước hoa gì đâu. Định đánh lừa cái lỗ mũi của anh nữa hả? Em đã ở bên cạnh cô ấy mấy tiếng đồng hồ rồi phải không? Cái loại nước hoa này Thủy Na cũng hay dùng. Em đã ở bên cô gái nào rồi hả? Cái thằng này. Sao? Ở bên cô gái nào vậy, nói anh nghe coi. Bạn ở cùng quán cơm hay là học chung lớp vẽ của em? Mà sao giờ này anh ở đây? Đâu có gì, định qua đây giảng dạy cho em về cái cách nghệ thuật yêu đương. Cho nên anh quyết định ở đây với em. Con ăn trước đi. Của mẹ nè. Này, từ quê về ba con có nói gì không? Ba con không nói gì hết. Mà chắc tại chưa thấy rõ mà. Tâm Chánh bây giờ lớn quá nhỉ. Rất là chững chạc đấy. Hồi nhỏ đã chững chạc lắm rồi. Ở dưới quê ai cũng nói nhà ông chủ tàu có phước. Mẹ có tội lớn với Tâm Chánh, nên con đừng làm anh hai con khó xử. Mẹ, có phải là tại anh hai mà con với mẹ phải xa nhau như vậy không? Ai nói vậy? Ba con nói. Đó chỉ là cái cớ. Nhưng nếu ba con quyết tâm thì sẽ không đến nỗi như vậy. Này, bây giờ con không gặp bạn gái của Chánh Trung nữa chứ? Dạ. Con làm như vậy là đúng đấy. Không thể làm như thế được đâu. Mẹ đã có tội với mấy anh của con. Con mà làm như vậy nữa thì không thể được đâu. Mẹ à, con dọn tới sống chung với mẹ được không? Con nói giỡn thôi. Con mau lớn lên mà lấy vợ đi. Con mà lấy vợ ấy thì lúc đó mẹ có thể tự do mà làm hết trách nhiệm của mẹ được chứ. Còn bây giờ á thì chưa được đâu. Con biết rồi. Mà chú ấy là người như thế nào hả mẹ? Bình thường thôi. Tại sao hai người không sống chung? Tại hoàn cảnh. Mẹ có kể cho chú ấy nghe về con chưa? Ừ.
mà thôi, không kể cũng không sao. Mẹ à, con ăn đi. Ba làm sao vậy? Không, không có gì hết á. Anh ba lúc này sao ta? Gọi điện thoại cho ai mà lá la lắng lúc à? Hay là mình lội lên số này mình sẽ biết là ai thôi. Em đi đâu về vậy? Em đi gặp bạn. Đứng ở đó anh điểu coi. Gì vậy anh ba? Cái gì vậy? Mấy hôm trước em đi đâu? Với ai? Lúc nào? Ngày lớp em đi du lịch, anh có gọi điện đến hỏi. Lớp em có tổ chức đi du lịch, nhưng em không có đi. Không phải sao? Em đi với bạn gái phải không? Ai vậy? Có phải người đó anh cũng biết không? Về nhà đi, không có gì đâu. Lát nữa gặp chị ha. Dạ chào chị. Tâm Vũ, anh ba đang ở ngoài sân hả? Tâm Vũ, chị nói em nghe cái này nè. Tin ông hỏi đó nha. Anh ba của mình hả, bị bệnh tương tư đó. Lúc nãy chị vô thấy em gọi điện thoại xong cái kiểu mà chị cảm thấy là anh giống như là muốn nghe giọng nói của người ta vậy đó. Anh thấy chị vô anh cúp máy. Nhưng mà chị đã tìm hiểu được rồi. Làm sao chị tìm hiểu được? Chị là thám tử mà cưng. Chị chỉ cần bấm lại cái nút hồi nãy anh ba gọi là sẽ biết là ai thôi. Mà kết quả bất ngờ luôn. Em biết là ai không? Chị Thí Na đó. Ảnh hả? Mê chị Thí Na luôn á. Không được rồi, chị phải ra tay lần nữa. Tụi em tự đi đi. Ba, đi tụi em đi. Em với quanh đi thôi sao được chứ. Với lại cửa hàng ngoài đó bán hả, đâu có đổi được đồ đâu. Ba, đã nói là hôm nay anh bận rồi mà. Ba, em lỡ nói với quanh nó đang chờ em ngồi kia kìa. Ba đi chung tụi em nha. Còn làm ăn gì nữa? Thất bại như vậy chưa đủ sao? Mẹ không còn đồng nào đâu. Con đã lấy hết tiền dành dụng cả đời của mẹ rồi. Thì bởi vậy cho nên là con phải tiếp tục làm ăn nữa để có tiền trả lại cho mẹ chứ. Mà mẹ, mẹ hết tiền thiệt hả? Nè, bây giờ con cũng muốn xài lần chót để rồi chết cũng không có đâu nha. Mẹ, không mấy giờ con tính về nha. Mẹ đưa giấy tờ đất ở Vũng Tàu cho con bán là giá cao lắm á. Đừng có đụng đến đất Vũng Tàu. Tuyệt đối là không. Mẹ, vợ chồng Kim Anh tới. Vậy hả? Nó tới làm gì kìa? Nghe con rể tới, hứng ha hứng hở. Anh, mẹ hứng ha hứng hở như vậy là được đúng không? Làm sao? Hết tiền rồi. Hình như là mẹ hết tiền thiệt rồi đó. Mời đến nhà hả? Sao không ra nhà hàng cho khỏe? Dạ, tại vì lâu lâu con mới mời một lần nên tính làm ở nhà cho nó ấm cúng. Con nói đúng đó, cứ làm ở nhà đi. Anh à, thời buổi bây giờ ai mà đãi tiệc ở nhà nữa.
ta nghề nấu ăn của em để làm gì? Em chỉ cần giúp một tay thôi mọi chuyện sẽ tốt à. So với đồ mua cho ăn và cách nấu cho ăn khác nhau chứ. Cái người được mời tới người ta cảm nhận khác liền à. Với thời buổi khó khăn này làm như vậy là đúng đó Tâm Chánh. Dạ. Con nghĩ vậy là được đó. Thì cũng phải. Được rồi, bữa đó rồi mẹ sẽ giúp con. Vậy mẹ đi chợ giùm con nha. Mẹ, mẹ cầm này đi chợ nè. Bao nhiêu đây? Dạ, 1 triệu. Đủ rồi. Đi trong vòng 1 triệu thôi, đừng làm lố nha. Biết rồi. Thì thử coi. Con cảm ơn mẹ. Ủa? Hai đứa định chừng nào có con vậy? Trời ơi ba. Ba ba gì? Mấy chuyện đó phải tính chứ. Dạ tụi con tính từ từ thôi. Sao vậy? Dạ tại vì trong hoàn cảnh bây giờ nếu mà sanh con á thì Kim Anh sẽ khổ. Tụi con định sau này khi nào có nhà rồi sanh luôn. Với lại đồng thời bây giờ tụi con muốn đi học thêm. Học thêm gì nữa? Dạ anh văn vi tính. Tại vì ra trường lâu rồi tụi con sợ quên, sợ thua kém mấy bậc đàn em. Con nói đúng đó. Làm gì làm, người nào có năng lực mới là sống còn được thôi. Ý hay đó. Mỗi người phải phát huy khả năng của mình. Người nào là biến sẽ bị đào thải thôi. Đó là lý lẽ của đời. Em chào anh chị. Mới tới hả? Dạ. Tất cả là 7 người. Tính luôn cả tụi con luôn đó mẹ. Vậy là mình phải chuẩn bị đồ ăn cho khoảng 10 người. Dạ. Bao nhiêu đó có đủ không mẹ? Anh Tâm Chánh nói là khoảng nhiêu đó thôi. Mà con cũng thèm cãi lại nữa. Hay là con đưa thêm tiền cho mẹ nha. Mẹ cần khoảng bao nhiêu nữa mẹ? Không sao đâu. Nếu mà thiếu thì mẹ bù thêm cho. Thì có mẹ. Mà nè, đừng có cho chị dâu biết là mẹ bù tiền cho con nha. Dạ. Mà mình chọn món gì bây giờ ta? Đừng có mắc tiền quá. Làm mấy món đơn giản thôi mẹ. Nhưng mà con không muốn mất mặt với Hà Trâm đâu. Là cái cô đi học nước ngoài về hả? Dạ. Con không muốn cô ta biết hoàn cảnh của mình chút nào hết. Đừng lo, mẹ sẽ làm cô ta lé mắt luôn. Thì có mẹ. Trời, ước gì có thể mời khách đến đây thì hay biết mấy. Dễ gì Tâm Chánh nó chịu. Ủa, mà da con sao vậy? Khô quá hả mẹ? Ừ. Chắc tại con đi làm đêm đó. Em kêu anh ra đây có chuyện gì? Anh ba, anh chờ chút nữa đi. Anh tên Trung bệnh thì cứ đi đi. Con này, mày ngồi im ta được không? Chị đến thì kìa anh ba. Chị ơi, đây nè chị Thi Na. Đây nè. Lâu quá mới gặp. Lâu quá mới gặp được em. Mấy em ngồi chơi nha. Anh có việc phải đi gấp rồi. Anh mới gặp mà đã đi rồi hả? Ừ. Anh xin lỗi. Gặp được em anh vui lắm. Sao vậy? Ai kêu em bài trò đó vậy hả? Anh ba nhớ chị Thủy Nam mà. Ai? Anh hả? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Anh nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ bài mấy cái trò đó nha. Anh không có tha cho đâu đó.
thì ra là anh này đã yêu thật rồi. Nè, rồi sao? Cậu em chia cho em được nhiêu? Chà, vậy là tốt lắm rồi đó. Nè, chị thấy á, em không có được hưởng phước của ba mẹ, nhưng mà vậy là hưởng phước được của ông ngoại rồi đó. Mà nè, chồng em có biết vụ này không? Em chưa nói. Vậy thì đừng có nói. Đàn ông mà nó biết mình có tiền á, là nó làm ăn thua lỗ. Khỏi nói đâu xa, nhìn nhà chị á, là chị biết liền à. Biết rồi, em cũng đang tính như vậy đó. Mẹ em. Ủa, mà em tính đi đâu vậy? Sài Gòn. Mà cho nên điện thoại báo là tìm được căn hộ như em mong muốn rồi. Em cũng định lên đó để ký hợp đồng luôn. Ủa, cái con nhỏ này, vậy là bữa giờ nó giỡn, giờ là làm thiệt luôn á hả? Vậy chứ chị tưởng em giỡn sao? Mẹ, chưa ngủ không? Em có chuyện muốn nói với anh. Em có chuyện muốn nói với anh thiệt đó. Có phải là chuyện phụ nữ không? Dạ. Có nói. Không, nhưng em muốn nói. Em phải nói. Em đã gặp Thủy Na đó. Cái thằng này, anh đã kêu được có nói rồi mà. Bộ em tưởng anh rảnh để nghe em nói mấy chuyện phụ nữ lắm hả? Em đã gặp cô ấy 3 lần. Một lần đi siêu thị, một lần đi nhậu. Cho anh hỏi một câu nha, em đã gặp cô ấy trước sao? Có phải là em đã gọi điện cho cô ấy không? Không. Thì cho anh hỏi thêm một câu nữa, có phải cô ta thích em không? Không. Em nói thật cho anh biết cũng không sao đâu, em cũng đã đủ lớn để yêu rồi mà. Có phải em đã thích cô ta? Không phải vậy đâu em ba. Vậy thì Thủy Na nói là thích em à? Thủy Na gặp em chắc cũng không phải vì thích em đâu, mà có lẽ có chung hoàn cảnh nên có sự đồng cảm thôi. Thôi đủ rồi, em đi ngủ đi. Bây giờ anh sẽ nói cho rõ ràng đây. Từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ hỏi han gì về cô ta nữa. Giờ em cũng đừng có hỏi anh cái gì nữa, có biết chưa?